xem là một bộ máy body ôm sát cơ thể, một tông màu nude, không lại là màu hồng nude nha các chị, rất là tôn da, mẫu dáng là tôn số đo của 3 vòng, rất là xinh. Mẫu này chất liệu của mình là thun nhập cao cấp nha các chị, thun nhập cao cấp, mặt rất là thoải mái, rất là thoáng mát, độ co giãn rất là tốt, không có tạo cảm giác khó chịu khi mà các chị mặc lên trên người, độ co giãn rất là tốt, thiết kế rất là thanh lịch, kiểu giả vest như thế này, nhìn cái bộ đồ của mình nó rất là sang trọng và kín đáo nha các chị, rất là kín đáo luôn. Cổ thì mình có giả cổ vest này, có điểm nhấn là một chiếc thắt lưng rất là xinh xắn kèm theo, rất là xinh. Và mẫu váy này có mã số là HN56 nha các chị, HN56 và giá là 560.000. Mẫu này em có đủ size cho các chị từ 45 cho tới 65kg, là ML, 2XL, XL, đủ size cho các chị nha. Và các chị đừng quên mã số của sản phẩm này là HN56. Do số lượng có hạn cho nên các chị nhanh chân đặt hàng qua số điện thoại trên màn hình hoặc liên hệ trực tiếp với website thời trang nữ hoàng.com. Mẫu váy mà các chị đang xem là một chiếc đầm body ha, tay lỡ, đầm body tay lỡ, form màu xanh rêu nha các chị, form màu xanh rêu, chất liệu là thun cô tông mềm mịn thoáng mát, độ co giãn rất là tốt, mặc rất là thoải mái ha, mặc rất là thoải mái luôn. Mã số là TK57, giá là 540.000, TK57 540.000 nha các chị. Với chiếc váy này mình có điểm nhấn là ngay cái phần ngực áo mình của mình nè, đây nó có thắt xéo như thế này là điểm nhấn của chiếc váy mình nha, rất là xinh đúng không ạ? Này em sẽ kéo lên đấy, rất là tôn dáng luôn. Đối với ưu điểm của đầm body là tôn dáng nha các chị, cho nên là chiếc nào chiếc váy tôn vòng 1, vòng 2, vòng 3 là rất là đẹp ạ. Các chị đừng quên mã số của chiếc váy này là TK57, giá là 540.000. Chiếc này em cũng có đủ size cho các chị luôn, từ 45 cho tới 65kg. Các chị đừng quên mã số chiếc váy này là TK57, giá là 540.000. Do số lượng có hạn cho nên các chị hãy đặt hàng nhanh qua số điện thoại có trên màn hình hoặc liên hệ trực tiếp tại website thời trang nữ hoàng.com. Mẫu đầm mà các chị đang xem là một chiếc đầm body rất là tôn dáng đúng không ạ? Mẫu này rất là tôn dáng nha các chị. Với thiết kế là cổ mình đắp chéo, vừa đắp chéo mà vừa có bèo này. Đây, vừa đắp chéo vừa có bèo. Chị có thấy rõ họa tiết không ạ? Đấy. Tay của mình là tay dài nha các chị. À, tay lửng. Mẫu này là tay lửng nha các chị. Mẫu này là tay lửng. Chất liệu là thun cô tông, rất là mềm mát, là mềm mát, độ co giãn rất là tốt nha các chị. Thun cô tông, độ co giãn rất là tốt. Đấy, tông mà các chị đang xem là cái bộ váy này, đây là tông màu đen. Mẫu này em cũng có đủ size cho các chị luôn, từ 45 tới 65kg ha. Từ 45 tới 65kg. Rất là xinh. Mã số của chiếc váy này là TK65, giá là 540.000. TK65 giá là 540.000 nha các chị. Xinh. Các chị đừng quên mã số của chiếc váy này là TK65, giá là 540.000. Do số lượng có hạn cho nên các chị có thể đặt hàng nhanh qua số điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp với website thời trang nữ hoàng.com. Đây, mẫu đầm mà các chị đang xem là một chiếc đầm body, chất liệu là thun poly đó chị, thun poly rất là mềm mịn, rất là thoải mát, chất liệu thun poly này rất là mịn luôn, độ co giãn cũng cực kỳ tốt, độ co giãn rất là tốt, tạo sự thoải mái mà khi mình mặc. Cái này là tông đen đó chị, mẫu em mặc là màu đen, tay ngắn, cổ tròn. Mình có điểm nhấn là ngay bên em này mình có đính một cái hạt nhũ như thế này, nhìn rất là sang và bắt mắt ạ. Ngay ở phía bên dưới tà này mình cũng có xẻ tà như thế này, tạo sự quyến rũ tuyệt đối cho chiếc váy các chị.
Mẫu này cũng có đủ size cho các chị luôn, từ 45 tới 65 kg ha, từ M tới 2XL. Do mẫu này em mặc hơi rộng xíu cho nên là chị nào mặc vừa size rất là xinh nha. Vừa size rất là xinh, rất là tôn dáng các chị. Đấy, rất là xinh. Mẫu này có mã số là TK82 nha các chị. TK82 giá là 280.000. TK82 giá là 280.000 ạ. Và em xin nhắc lại mã số của chiếc váy này là TK82 giá 280.000. Do số lượng có hạn cho nên các chị có thể đặt hàng nhanh qua số điện thoại trên màn hình hoặc liên hệ trực tiếp tại website thời trang nữ hoàng.com. Mẫu đầm mà các chị đang xem là một chiếc đầm body. Mẫu này tay sát nách nha các chị. Mẫu đầm body tay sát nách, chất liệu khung cô tông lụa, rất là mềm mịn, rất là thoáng mát luôn, độ co giãn rất là tốt, không có tạo sự khó chịu khi mà mình mặc ha. Tông là tông màu xanh lá nha các chị, đầm body tông màu xanh lá, với lại thiết kế vạt đắp chéo như thế này tạo cảm giác rất là lạ mắt nhưng vẫn không kém phần sexy nha các chị. Rất là tôn vòng nè, tôn vòng 1, vòng 2, vòng 3, rất là tôn đấy, rất là xinh. Mẫu này có mã số là TK321, giá của chiếc váy này là 360.000 nha các chị. TK321 giá là 360.000. Đối với mẫu này thì em có đủ size cho các chị lựa chọn ha, từ 45 cho đến 65 kg, em có đủ size cho các chị ha. Do số lượng có hạn cho nên là các chị hãy nhanh tay đặt hàng qua số điện thoại trên màn hình hoặc liên hệ trực tiếp với website thời trang nữ hoàng.com. Và đừng quên mã số của chiếc váy này là TK321, giá là 360.000 nha các chị. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo phía bên dưới để được cập nhật những mẫu thời trang mỗi ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.